Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài câu chủ động bị động và chúng ta sẽ cùng chữa luôn các cái phần bài tập có liên quan. Thế thì chủ động bị động thì là gì? Chính là passive voice đúng không? Passive voice gọi là cấu trúc bị động. Ví dụ như là rất nhiều người đến sân vận động Mỹ Đình để xem Westlife đúng không ạ? Thì tức là Westlife sẽ được xem bởi rất nhiều người đấy, ở sân vận động Mỹ Đình đúng không? Ví dụ như câu như thế thì chúng ta sẽ có một cái dạng bị động này. Thì cái dạng trước hết là các em phải hiểu một câu bị động, tức là khi chúng ta có chủ ngữ đúng không ạ? Và có động từ đấy. Thông thường một câu đơn giản của chúng ta sẽ có chủ ngữ này, có động từ này và có tân ngữ. Ví dụ như là mọi người này, xem này, Westlife. Để mà có được câu bị động thì bắt buộc là động từ này phải có tân ngữ của cái động từ này thì chúng ta mới có được câu bị động. Chứ còn những cái câu ví dụ như là tôi tự dưng bị hắt xì hơi, đúng không? Câu đấy chả liên quan đến ai cả, chỉ có tự một cái hành động của tôi như thế thôi thì chúng ta sẽ không thể có câu bị động được. Thế còn câu này, ví dụ như là mọi người đến xem Westlife thì Westlife sẽ được xem bởi rất nhiều người, đúng không? Thế thì các em thấy là công thức chung của câu bị động đó là chúng ta có chủ ngữ này, có động từ này và có tân ngữ này. Khi chuyển sang câu bị động thì tân ngữ này chúng ta sẽ cho lên làm gì ạ? Tân ngữ này sẽ trở nên là chủ ngữ của cái câu bị động mới. Đấy, mọi người xem Westlife, Westlife được xem bởi mọi người mà, thì tân ngữ này sẽ được lên làm chủ ngữ của câu bị động. Động từ này chúng ta sẽ chia ở dạng bị động. Động từ này chúng ta chia ở bảng dạng bị động. Và sau đây thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn là bảng để chúng ta chia bị động, đúng không? Sẽ có một cái bảng và chúng ta sẽ học cái bảng này. Và tiếp theo đó là cái chủ ngữ này thì chúng ta sẽ cho xuống làm tân ngữ của cái động từ này. Nhưng mà nhớ là cho thêm cái từ gì ạ? Từ by. By somebody, bởi ai đó. Và khi đó thì chúng ta cũng phải chuyển cái chủ ngữ này xuống làm một cái tân ngữ. Xuống làm một cái tân ngữ. Đúng không? Ví dụ như câu này là anh ấy yêu tôi chẳng hạn, đúng không? Thì là tôi này, được yêu này, bởi anh ấy, chỗ này đang he, chỗ này phải xuống là by him. Bởi vì là chủ ngữ là he nhưng mà khi chúng ta chuyển sang số là tân ngữ thì he phải chuyển sang là him, đúng không? Đấy. Thế thì các em thấy là hoặc là nhà tôi yêu anh ấy, I love him ở đây, nhưng him ở đây chuyển đây phải là he. Và từ tân ngữ chúng ta chuyển sang là chủ ngữ và từ chủ ngữ chúng ta phải chuyển xuống là tân ngữ. Còn nhớ cái bảng này ạ, bảng các cái động từ chia theo bị động là như thế nào? Thì các em biết là trong bài các thì trong tiếng Anh thì tôi đã hướng dẫn chúng ta là có 12 thì cơ bản. Đúng không? 12 thì cơ bản chúng ta chia ra làm 3 mốc, đó là hiện tại, quá khứ và tương lai. Thế thì hiện tại thì có hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Quá khứ lại cũng có quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Tương lai lại có gì? Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn, đúng không? 4, 3, 12. 12 thì cơ bản. Thế thì 12 cái thì này tương ứng là sẽ có các cái thì ở bị động. Ai thì ở bị động. Thế nhưng cũng rất may cho các em là không có đến 12, không có đến 12 cấu trúc bị động của 12 thì này đâu, mà chúng ta chỉ có 8 thôi. Chúng ta chỉ có 8 thôi. Tại sao lại chỉ có 8 thôi thì chúng ta sẽ cùng đến với lại cái bảng cách chia động từ bất quy tắc. Chúng ta cùng đến với lại bảng cách chia của các cái động từ ở cái câu bị động. Ở phần bảng các cái động từ chia ở câu bị động này thì các em phải lưu ý là chúng ta phải lưu ý cái dạng đó là gì ạ? Past participle, đó gọi là P2. Chúng ta đã học ở trong cái bảng 12 thì các bạn biết là ở thì quá khứ chúng ta chia động từ ở thì quá khứ là một là dạng verb đi, hai là dạng gì ạ? Dạng P1 đây chính là dạng bất quy tắc. Ở quy tắc ví dụ như là see là nhìn, quá khứ phải là saw, thì đấy gọi là P1. Thế còn P2 chúng ta dùng trong các thì hoàn thành, ví dụ như là hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành. Thì hoàn thành này chúng ta sẽ phải dùng P2 ở đây, tức là từ P1 này chúng ta chuyển sang gì? P2. Còn nếu như là động từ thêm ed thì sang phân từ chúng ta vẫn dùng là ed,
Ví dụ như là I have lived. Thì live là động từ theo quy tắc, chúng ta thêm d thì sang phân từ chúng ta vẫn dùng là lived. Đã là ed thì ed hết. Thế còn nếu như đã chuyển sang là p1 thì cái trường hợp này sẽ phải chúng ta sẽ phải học thuộc bảng động từ bất quy tắc, đúng không? Thì nhắc các bạn một chút như vậy, trong cái phần câu bị động này chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều đến be do. Thì chắc chắn là tất cả các câu bị động đều cần dùng đến be do cả. Các em phải học rất là kỹ cái phần này. Hoặc là động từ thêm ed, hoặc là gì ạ? Động từ ở dạng phân từ 2 bất quy tắc. Thì các em phải nhớ. Bây giờ nó sẽ đến với cái bảng của chúng ta. Trước hết đó là chúng ta có mấy cái mốc, đó là hiện tại này, quá khứ này, tương lai này. Cái thứ nhất đó là hiện tại đơn. Hiện tại đơn các em nhớ là hiện tại đơn thì công thức của nó đó là dạng là to be cộng với lại phân từ 2. Ở đây tôi chỉ chia gì ạ? Chia động từ thôi, chia động từ thôi. Còn công thức chúng ta vừa mới nhắc đến ban đầu rồi. Bây giờ chỉ có động từ thôi này. Thì động từ của chúng ta đó là to be cộng với lại phân từ 2. To be chia ở hiện tại đơn chúng ta sẽ chia là am, is hoặc are cộng với lại gì ạ? Phân từ 2. Đúng không? Phân từ 2, đúng không? Ví dụ như là mọi người đến xem Westlife, đúng không? People watch Westlife. Thì là Westlife được xem bởi mọi người, là Westlife is watched by many people, chẳng hạn thế. Cái Westlife chúng ta đi với is, đúng không? Tại vì là ngôi số ít mà. Thế còn ở quá khứ thì cái be do này chúng ta giữ nguyên này. Thế còn cái am, is và are này thì ở quá khứ chúng ta sẽ chia là was hoặc là gì? Was hoặc were, đúng không? Was hoặc were và cộng với lại be do. Các em nhớ là cái was hoặc were này nhiều bạn hay đọc là was 3 chữ với lại were 4 chữ, was ngắn với were dài, đúng không? Thực tế ra cũng không phải phức tạp như thế, các em chỉ cần đọc đúng là được. Một từ đọc là was, còn một từ đọc là were, nhầm làm sao được, đúng không ạ? Thế còn ở bên này to be mà chia ở tương lai, be to là giữ nguyên này. To be mà chia ở tương lai, các em có phải là dùng là will be không? Will be cộng với phân từ 2. Đấy, các em nhớ là ở trong câu bị động thì chúng ta luôn luôn phải xài đến cái be to này hoặc là cái verb ed này. Thế cho nên là chúng ta phải nhớ cái cách chia động từ cho chính xác, nếu không thì câu nào bị động cũng sai hết. Được chưa? Ở câu hiện tại tiếp diễn thì công thức của câu này đó là to be cộng với being P2. Tức là being P2 là gì? Cố định. Being P2. Thế còn đằng trước này chúng ta vẫn là gì ạ? Am, is hoặc là gì? A thôi. Am, is hoặc A cộng với lại being P2. Quá khứ cũng vậy, cũng sẽ lại là was hoặc were cộng với gì ạ? Being P2 thôi. Being P2 thôi. Bởi vì cái being P2 này là cố định này. Động từ to be các em cứ chia cho đúng. Ví dụ to be chúng ta chia ở hiện tại thì là am, is hoặc are, quá khứ thì là was hoặc were, tương lai thì là will be. Thế là xong, không bao giờ nhầm được. Được chưa? Cái bên này, cái trường hợp này thì các em không cần phải nhớ này. Thực ra là nhớ được thì cũng tốt, nhưng mà không nhớ thì cũng chẳng sao. Tại vì câu này nó là will be cộng với lại gì? Being P2. Thì các em thấy là người Anh họ rất là không thích khi mà chúng ta vừa chia be xong lại chia be in như thế này. Người ta không chia như vậy. Nó tóm lại là tôi chưa thấy người ta chia như thế này nhiều, đúng không ạ? Vì vậy mà thông thường ấy sẽ không có cái trường hợp mà chia bị động của thì tương lai tiếp diễn đâu. Các em sẽ rất là ít gặp, đúng không ạ? Cô ít gặp, các em cũng ít gặp, yên tâm. Thế thì nếu như có, nếu mà có thì vẫn phải biết làm, đúng không? Vẫn phải biết làm chứ. Nhưng mà chắc là không gặp đâu. Rồi, thế là cái trường hợp này nhá. Trường hợp về hiện tại hoàn thành. Bây giờ nếu như trong 12 thì đơn thì các em sẽ có hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, có quá khứ tiếp diễn, tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn, đúng không? Nhưng này, cái thì mà hoàn thành tiếp diễn ấy thì cũng không có cấu trúc bị động luôn. Bởi vì là viết ra nó sẽ rất là ghê, giống như cái trường hợp này, đúng không? Viết ra nó không hay, viết ra nó rất là dài. Đấy, thế cho nên các cái thì hoàn thành tiếp diễn mà em muốn chia bị động, đúng không? Thì em chia luôn
là bị động của nó giống như thì hoàn thành. Thì ở đây chúng ta sẽ chia hoàn thành như sau này. Cấu trúc của hoàn thành ấy là bin cộng với lại P2. Bin cộng với lại P2. Thế còn là gì? Bên này sẽ là hiện tại thì chúng ta chia là have hoặc là gì? Has. Bin P2 là cố định này. Thế thì cái bên này sẽ là gì? Have cộng với lại bin P2. P2 cố định mà. Have mà chia ở tương lai thì là gì? Will have. Rồi bin P2 thôi. Em nhớ là những cái này là cố định. Những cái này là cố định. Trường hợp này là cố định này. Thế còn là have hay là had hay là will have thì các em phải tự biết chia, bởi vì các em đã học bài các thì của động từ rồi. Đúng không? To be chia là đây là am is và a, chỗ đây chia là was or were, chỗ này chia là will be thì đúng quá rồi. Có gì đâu. Cái mà chúng ta cần nhớ ở đây đó là trong tất cả các trường hợp thì luôn luôn có P2 này. Nếu mà ở thì đơn thì chúng ta gặp là to be cộng với P2. Ở trường hợp tiếp diễn đó là to be cộng với being P2. Trường hợp hiện tại hoàn thành đó là have cộng với lại been P2. Và chia cho nó phù hợp với các thì. Thế là các em sẽ nhớ một cách rất là gì? Logic. Rất là logic. Bây giờ chúng ta sẽ thử đến với lại một số câu ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số câu ví dụ. Đấy, câu ví dụ. Thì ở đây chúng ta nhớ là cái bảng vừa rồi của chúng ta là mới chỉ là động từ ở thể khẳng định, đúng không? Thể khẳng định. Thế còn nếu như phủ định với lại nghi vấn thì sao? Thế thì các em thấy là như tôi đã nhắc ấy, thì khi mà động từ được kết nối bởi to be với lại phân từ, đúng không? Thì khi thêm phủ định, các em chỉ việc thêm not vào ngay sau cái từ đầu tiên trong cái cụm từ ấy thôi. Ví dụ như là ở bị động của hiện tại đơn nhá, chúng ta là to be cộng với P2, đúng không? Thì thêm phủ định, chúng ta chỉ việc thêm not vào sau to be, đấy là xong. Hoặc ví dụ như là ở hiện tại hoàn thành, đúng không? Là have been cộng với P2 thì các em thêm not vào ngay sau từ gì thôi? Từ đầu tiên, đó là từ have. Thế trong cái bảng đó thì các em thấy là nó kết hợp bởi 2 đến 3 từ trở lên thì chúng ta chỉ thêm not vào ngay sau từ đầu tiên là ok. Đấy, thì đấy là cách thêm phủ định. Thế còn nghi vấn, nghi vấn thì các em đảo to be lên đằng trước, hoặc đảo will lên trước, hoặc đảo have lên trước, cũng đảo từ đầu tiên lên trước chủ ngữ là xong. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên, ví dụ một nhé. Câu này của chúng ta như sau. His father forgave him. Tức là gì ạ? Bố của anh ấy này, động từ forgave tức là quá khứ của động từ forgive. Forgive, forgive, forgave và forgiven. Đây, give, gave và given. Đúng không? Forgive là tha thứ, tức là bố của anh ấy thì đã tha lỗi cho anh ấy. Thế thì chúng ta thấy đây, ở đây là chủ ngữ này, đây là động từ này, ở đây là gì? Tân ngữ này. Trong câu bị động chuyển tân ngữ này lên là chủ ngữ, tức là anh ấy được tha là he này. Động từ này ở quá khứ, quá khứ thì dạng của nó là gì ạ? To be và cộng với quá khứ đơn thì là to be cộng P2, và to be chia quá khứ phải là was hoặc were cộng với P2. Với từ he thì chúng ta dùng từ was, và phân từ 2 của forgave là forgiven. Xong nhá. Xong đến by này. By his father là xong. By his father là xong. Được chưa? Tức là anh ấy đã được tha thứ bởi cha của anh ấy. Đấy. Thì các em nhớ là object đây là chủ ngữ này, động từ này chia theo bảng tôi đã dạy này, và chủ ngữ này chúng ta dùng từ by rồi cộng với lại là cái chủ ngữ này là xong. Được chưa? Câu này nếu như các em muốn chuyển sang chuyển sang phủ định thì chúng ta biết là anh ấy vẫn chưa được tha thứ thì là he gì ạ? He wasn't thôi. Cái này các em chuyển nó thành là wasn't là xong này. Thế thành câu phủ định này. Thế còn nếu như câu nghi vấn, câu nghi vấn ví dụ như là hỏi là thế anh ấy đã được tha thứ bởi bố anh ấy chưa, thì chúng ta sẽ đảo cái gì? Đảo cái was này lên trước từ he, sẽ thành câu là was he forgiven by his father chấm hỏi, đúng không? Đấy thì sẽ được câu hỏi. À, anh ấy đã được tha thứ rồi phải không, đúng không? Thì đấy là câu hỏi. Ví dụ thứ hai.
He invented a new tool. Anh ấy gì ạ? Phát minh ra một cái công cụ mới. Một công cụ mới. Thực ra những câu như này khi các em đã quen rồi thì chúng ta không cần thiết phải dịch, vẫn làm được bình thường. Câu này của chúng ta là he là chủ ngữ này, invented là động từ này, và a new tool là tân ngữ này. Ở đây các em rất là mừng nhá. Khi các em nhìn thấy động từ, dù chia ở quá khứ hay là hiện tại hoàn thành mà đã có ed này, thì sử dụng luôn. Cái từ này là phần từ đúng không? Thì sẽ rất là dễ. Thì cái này chúng ta sẽ chuyển gì? A new tool lên làm chủ ngữ. A new tool, một cái công cụ mới này đã được gì? Phát minh ra bởi anh ấy. A new tool. Cái từ invented đây vẫn là ở quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì ở đây sẽ là was hoặc were cộng với lại là phân từ đúng không? Thì sẽ là was này. A new tool was invented. Đến đây nhá, các em sẽ viết là bởi gì? Anh ấy. He ở đây chúng ta phải chuyển xuống là tân ngữ là by him. Was invented by him. Thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cùng ghi thêm một cái lưu ý. Cái lưu ý, một cái nốt đúng không? Lưu ý. Đó là khi mà chúng ta dùng là by him này, khi mà tân ngữ là by him này, hoặc là by her này, by him nhá, by her này, by them này, by us này, với các cái đại từ mà chỉ ngôi ấy, thì các em không cần, chúng ta không cần phải sử dụng cái cụm by him hoặc by her hoặc by someone, by những cái đó nữa. Chúng ta chỉ cần viết đến đây vẫn là đủ này. A new tool was invented. Đó. Thực tế ra không có nghĩa là by him thì là không quan trọng, nhưng mà người ta lưu ý chúng ta như thế là tức là không cần vẫn được, đúng không? Nhưng mà ví dụ như câu trên này các bạn thấy là by his father là bởi cha của anh ấy thì gì ạ? Chắc chắn phải cần. Bởi vì nếu như không thì câu nó sẽ không đủ nghĩa. Thế cho nên là câu này chắc chắn là phải cần luôn. Đấy. Thế cho nên là lưu ý của chúng ta là các em ghi nhé. By him này, by her này, by them này, by us này, by people này, bởi mọi người ấy, by people này, hoặc là by someone, bởi một ai đó thì cũng không cần ghi by someone này, hoặc là by everyone, vân vân. Những cái đại từ bất định thì các em cũng không cần phải thêm các cái cụm by này vào trong câu. Ở câu này nếu mà chuyển sang phủ định thì các em sẽ dùng là gì? A new tool wasn't invented, đúng không? Và câu hỏi sẽ là was a new tool invented. Đó. Thì trước hết là hai cái ví dụ như vậy. Ví dụ thứ ba của chúng ta như sau. They này. Don't make bread. Họ không làm bánh mì. Họ không làm bánh mì. Ở cái ví dụ ba này thì đã khó hơn một chút. Đó là tôi cho luôn, nó là câu là thể phủ định luôn. Để các bạn chia. Thì ở đây chúng ta vẫn có là they là chủ ngữ này, don't make là động từ này, và bread là tân ngữ này, đúng không? Ở đây sẽ là bánh mì không được, thường không được làm bởi họ ấy, đúng không? Thì cái từ bread này các em sẽ cho lên làm chủ ngữ đúng không? Bread này, bread này. Bây giờ là don't make nó là thì gì? Don't make nó là phủ định của thì hiện tại đơn giản. Hiện tại đơn giản, đúng không? Hiện tại đơn giản, thế thì bây giờ công thức của hiện tại đơn giản đó là to be cộng với lại P2. To be ở đây phải chia phủ định. Bread ở đây thì phải chia là số ít. Thế nên là tổng hợp các cái suy nghĩ đó lại thì chúng ta sẽ chia là bread isn't, đúng không? P2 của make. Make, made, made. Bread isn't made. Cái từ buy them thì như cái lưu ý vừa rồi chúng ta học đó là bỏ luôn. Thế thì câu còn lại chúng ta sẽ là bread isn't made, tức là bánh mì không được sản xuất, không được làm, đúng không? Thì đấy là một câu ví dụ 3 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo. Ví dụ 4. They will repair the bridge. They will repair the bridge. Thì các em thấy là ở cái ví dụ này thì rất là dễ. Động từ của chúng ta ở đây đang là ở thì.
tương lai đơn giản. Tương lai đơn giản thì sẽ là to be cộng với be to, và to be chia ở tương lai sẽ là will be cộng với be to, đúng không? Ở đây sẽ là the bridge này, the bridge will be, will be này, repair. Động từ repair của chúng ta sẽ là thêm ed hay là bất quy tắc, ở đây là thêm ed, đúng không? The bridge will be repaired. Cái cầu sẽ được sửa. The bridge will be repaired. Và từ by them là chúng ta cũng bỏ luôn. Như vậy câu chuẩn của chúng ta chỉ còn lại đó là the bridge will be repaired, sẽ được về, sẽ được sửa. Thì cách giấy này, ở đây động từ chính của chúng ta, chúng ta có từ will cộng với lại động từ nguyên thể, thì chuyển sang bị động, chúng ta thêm be vào giữa, rồi động từ cộng chuyển sang là phân từ 2. Đấy, dạng của nó là như thế này. Khi mà các em đã nhớ cái công thức rồi thì chúng ta làm rất là dễ. À, thấy cái này đó là win cộng repair thì chuyển sang thêm be vào đây, rồi thêm ed vào đây, thế là xong. Thì nhớ như thế được rồi. Đấy là khi các em đã thuộc lầu lầu rồi, các em làm quen rồi, thì tự dưng nó sẽ thành một cái phản xạ. Phản xạ làm như thế là tự dưng đúng, đúng không? Thế thì bây giờ tôi sẽ lưu ý thêm với các bạn một chút xíu nữa. Lưu ý thêm một chút xíu này. Các em còn nhớ có những cái loại gì mà cũng đi với lại infinitive không ạ? Chúng ta còn một số loại nữa. Thứ nhất đó là thì tương lai gần cũng đi với infinitive, đúng không? Tương lai gần của chúng ta là gì? Em này, is hoặc a này, going to này, rồi cũng cộng với verb infinitive, đúng không? Verb infinitive, tương lai gần. Thì tôi có nói với các bạn là cái to be, going to này bản chất của nó cũng chính là từ will thôi, cũng tính ra từ will thôi, will cộng với infinitive, được chưa? Thì cái từ will này, em is hoặc a going to bằng được will, nhưng mà cái khác nhau ở chỗ là tương lai gần thì nó sẽ khác will ở chỗ là nó là một cái hành động mà có kế hoạch, có chắc chắn xảy ra 100%, đúng không? Thế còn ở đây quan trọng nhất là câu bị động bây giờ như thế nào. Cái này đang là to be, going to cộng với infinitive. Các em tự nhớ là cái này bằng từ will. Như vậy chia ra sẽ là như nào? Cũng vẫn là to be, going to này, infinitive này chuyển thành gì đây ạ? To be infinitive này chúng ta chuyển thành là be, rồi cộng với gì? Be to. Be cộng với be to là xong. Đấy, các em có hiểu cái này là win này. Thì cái còn lại infinitive chuyển thành be, be to không? Cái câu trên này nếu như tôi chuyển cái từ will repair, tôi chuyển thành là they are going to repair, thì câu dưới sẽ phải là the bridge is going to be repaired. Cái khó nhất của cái bài passive này có lẽ là các em phải chia to be cho nó đúng. Khó nhất là có lẽ là các em lại phải chia to be cho đúng với chủ ngữ. Ví dụ như là dây này em phải chia là are going to repair là câu chủ động này, nhưng trong câu bị động là the bridge của em lại phải chia là is going to repair này. Và cái này thì lại quá dễ với các em rồi, đúng không? Thế nên là không có gì khó cả. Trường hợp chú ý đầu tiên đó là cái bị động của tương lai gần, không có gì khó khăn phức tạp cả. Trường hợp chú ý thứ hai, cũng có một dạng cũng đi với infinitive, đó là dạng gì? Động từ gì ạ? Động từ khuyết thiếu, đúng rồi, động từ khuyết thiếu. Ví dụ như các em gặp các loại động từ khuyết thiếu rất là nhiều, ví dụ như là must này, may này, might này, can này, could này, rồi là ought to này, should nữa này. Tất cả các cái động từ khuyết thiếu các em đều cộng với infinitive. Và bây giờ thì quen tay chưa? Bị động sẽ là lại to be rồi be to thôi. Be to thôi. Be to thôi. Ví dụ hôm nay em phải học tiếng Anh đúng không? Today I must learn English. Tôi phải học tiếng Anh hôm nay. Thế là tiếng Anh phải được học hôm nay đúng không? English must be learned today. Must be learned. Em cứ đúng như thế này thì các em sẽ làm được những câu ba cái trường hợp như này rất là dễ, sẽ quen giống hệt như vậy thôi, không có gì khó cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ tiếp theo. Bây giờ là ví dụ 5, đúng không? Ví dụ 5 của chúng ta như sau. Miss Phương này met me study hard. Cô Phương bắt em học rất là vất vả, rất là chăm, đúng không? Câu này thì Miss Phương là chủ ngữ này,
Make là gì? Động từ này. Me là tân ngữ này. Làm thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Nhưng mà lưu ý một chút này. Câu này nó không chỉ đơn giản đến đây là xong, mà chỗ này nó lại còn có một cái gì? Một cái động từ khác nữa. Ở đây chúng ta dùng, chúng ta bắt gặp phải công thức, đó là make somebody do something. Không đơn thuần là chỉ object là xong. Cấu trúc của nó là make somebody do something, có nghĩa là bắt ai làm gì. Thế bây giờ viết thành câu bị động trước nhá. Me chúng ta chuyển lên làm gì? Ai này. Made rất dễ. Made chuyển thành việc. Was made, đúng rồi. I was made này. Bây giờ trước khi mà chúng ta viết cái chữ là by Miss Phương ấy, thì chúng ta phải đến cái chỗ này đã. Nhưng mà giả dụ các em viết luôn là I was made study hard, thì hai cái động từ made với lại động từ study thì nó không thể đi với nhau không như thế này. Nó không thể đi sát nhau không như thế này được. Mà chắc chắn là phải có thêm cái từ gì ạ? Từ to ở giữa thì nó mới hợp lý. Đấy, I was made to study hard thì mới đúng. To study hard by Miss Phương. Thế ở cái câu này các em phải lưu ý là trong câu mà nếu như hai động từ đi sát với nhau, lập tức tự thêm to vào, tự thêm to vào thì nó mới đúng được. Được chưa? Tôi bị bắt là phải học chăm bởi Miss Phương. Đấy. Thế giả dụ như câu này mà nó đã có to do sẵn ở trên cái mệnh đề này. Thực ra là make thì đi với do thì đúng rồi. Nhưng nếu như bây giờ là Miss Phương mà ép em học chăm ấy, mà các em dùng với tôi từ force me, thì ngay lập tức chỗ này nó đã là force me to study rồi. Nói dễ này. Thế lúc ấy em cứ viết luôn là I was forced to study hard by Miss Phương thì dễ luôn. Các em không phải nghĩ gì cả. Thế còn nếu trường hợp mà do xuống đây tự thêm to vào, được chưa? Nhớ nhá. Thì cái câu này cũng là một câu đặc biệt mà các em cũng phải lưu ý đấy, phải lưu ý đấy. Những câu mà có to verb luôn thì cứ tự mà làm. Ở cái trường hợp này cũng lưu ý là by Miss Phương là chắc chắn phải có đấy nhá. Chắc chắn phải có đấy, không bỏ đi được đâu. Được chưa? Rồi. Ví dụ 6. Ví dụ 6 này thì tôi muốn đưa ra một cái ví dụ mà câu lại có hai tân ngữ để các em cùng nghiên cứu. Ví dụ như này. My boyfriend. Đấy. Bạn trai của tôi đúng không? Gửi cho tôi này. My boyfriend sent me an email. Bạn trai tôi gửi cho tôi một cái email nhá. Thế thì my boyfriend đây là gì? Chủ ngữ này. Send đây là động từ này. Me đây là tân ngữ này. Nhưng mà an email này là cái gì? An email này là cái gì? Lại tân ngữ nữa, đúng không? Gửi cho tôi thì tôi là tân ngữ của từ send, đúng rồi. Nhưng mà gửi cho tôi cái gì? Cái gì này cũng là tân ngữ của từ send. Gửi cái gì mà? Nhưng mà cái tân ngữ này gọi là tân ngữ gián tiếp. Tân ngữ này là tân ngữ trực tiếp, bởi vì là đi ngay sau từ send này. Thế còn tân ngữ trực tiếp tôi gọi là object 1, đúng không? Thế còn an email thì tôi gọi là object 2, được chưa? Thế bây giờ nhá, cách làm đơn giản nhất đó là các em chuyển cái object 1 này lên làm chủ ngữ. Me này chuyển lên là ai này? Tôi này. Được gửi. Sent này chuyển là gì? I was sent. An email thì cứ viết là an email thôi. I was sent an email. Bởi vì an email này nó chỉ là tân ngữ thôi, nó không phải động từ gì cả, không phải suy nghĩ gì cả, cứ thấy viết tiếp rồi. I was sent an email. Viết hết câu rồi thì bắt đầu quay lại là by. I was sent an email by my boyfriend. Trường hợp này vẫn phải giữ nguyên nhá, không được bỏ đi đâu đấy. Bây giờ có một số trường hợp chúng ta chuyển là an email lên là chủ ngữ. An email. Câu này cô giáo viết như sau. An email was sent to me by my boyfriend. Một cái thư điện tử được gửi tới tôi bởi boyfriend của tôi. Thế tại sao cái trường hợp này nó lại như thế này? Thì bây giờ cô giáo sẽ phân tích cho các em. Các em biết là khi chúng ta chuyển object 1 lên làm chủ ngữ thì nó đơn thuần như là cái cô đã dạy các em ngay từ đầu buổi đến giờ. Dễ rồi, đúng không? Thế nhưng bây giờ muốn chuyển tân ngữ gián tiếp
lên làm chủ ngữ. Thì chúng ta phải chuyển qua một cái bước cầu nối như thế này. Ví dụ như là my boyfriend sent me an email. Bây giờ em muốn chuyển là an email lên trước thì em phải chuyển an email làm cái tân ngữ trực tiếp, tức là my boyfriend, tự chuyển sang cái bước này nhá. My boyfriend sent an email, gửi một cái thư điện tử này. Thế bây giờ không lẽ các em viết là me luôn? My boyfriend sent an email me. Đúng không? Không biết được. Các em không thể viết cái trường hợp như thế này được. Các em sẽ phải là my boyfriend sent an email gì? To me ngay. Gửi một cái thư điện tử tới tôi ngay. Đúng không? Thế thì bây giờ là, bây giờ chuyển an email lên đây. Thế lại là an email này. Send này vẫn là gì? Was sent này. Có phải là to me không? Was sent to me không? Tôi tiếp tục là by my boyfriend không ạ? Đấy, kỳ diệu chưa? Thế trong đầu các em khi mà các em chuyển an email lên trước, biết là an email nó là tân ngữ gián tiếp rồi. Khi chuyển lên trước các em tự chuyển sang cái bước chuyển hướng này, thì bao giờ các em làm cũng đúng, không bao giờ sai cả. Chúng ta đến một cái ví dụ 7, các em tự làm với tôi ví dụ 7 để xem là đã hiểu cái ý vừa rồi chưa nhé. My mother. Câu này là như sau. My mother has bought me some books. Mẹ tôi vừa mới mua cho tôi một vài cuốn sách. Được chưa? Thì ở đây my mother là chủ ngữ này. Has bought là động từ này. Me ở đây là object. Một. Some books là object. Hai. Sẽ có hai cách để các em làm được câu này. Cách thứ nhất, chuyển object một lên trước. Dễ vô cùng luôn. Cách hai, chuyển some books lên trước thì sẽ chia như thế nào? Thì đấy là việc các em. Bây giờ cô giáo sẽ chữa. Object 1 chuyển lên trước sẽ là tôi đúng không? Được mua, được mua. Ở đây là hiện tại hoàn thành. Đổi đi một chút, nãy giờ chúng ta làm toàn quá khứ thôi đúng không? Has bought thì là hiện tại hoàn thành rồi. Hiện tại hoàn thành của chúng ta là I sẽ phải là have, has cộng với been, be to. Ở đây là I đi với have. I have been bought. Về bản chất cách chia động từ không có gì đặc biệt cả. I have been bought. Viết tiếp. Some books. I have been bought some books by my mother. Xong. Bây giờ muốn chuyển some books lên trước thì các em phải chuyển some books lên sau cái từ bought đã này. Mẹ tôi mua một vài quyển sách. Phải là gì? Cho tôi. Mẹ tôi vừa mới mua một vài quyển sách cho tôi. Chứ không thể nói là my mother has bought some books me được. Phải là my mother has bought some books. Ở đây dùng giới từ gì ạ? Cho tôi. Không phải là to như ở trên nữa, mà sẽ là for. Has bought some books for me. Đúng không? For me. Thế thì bây giờ chuyển some books lên trước sẽ là some books. Một vài cuốn sách này. Động từ này chia cho nó phù hợp này. Chỗ này lại phải là have been bought. Some books have been bought for me by my mother. Những em nào mà lần đầu tiên học đến cái này thì sẽ cảm thấy là hơi khó một chút. Thế nhưng mà học lần thứ hai hoặc là làm một vài câu nữa là các em sẽ quen ngay thôi, lại thấy dễ ngay. Thế thì cái câu này nhớ là muốn làm bước thứ hai thì phải chuyển cái object 2 này làm object 1, tức là chuyển nó về sát từ bot này. Sau đó viết lại câu cho nó hoàn chỉnh đã. Rồi sau đó chúng ta mới chuyển cái some books này ở dạng bị động. Thì bao giờ các em làm cũng đúng, không sai được. Đó là cái trường hợp mà hai tân ngữ các em cũng phải lưu ý. Chúng ta cùng đến với trường hợp tiếp theo nữa. Ví dụ 8 của chúng ta là chúng ta sẽ học đến một cái trường hợp đặc biệt một chút. Trường hợp đặc biệt một chút. Trường hợp là 8 này với lại 9 thì sẽ là trường hợp đặc biệt một chút. Thứ nhất là chúng ta gặp một cái câu như thế này. Tôi nhớ là bố tôi đã đưa tôi đến đến nơi đó rồi. Và tôi nhớ là bố tôi đã đưa tôi đến ngôi trường này rồi chẳng hạn. Đúng không?
Thì cái câu của chúng ta là I remember my father taking me to, đến sở thú này đi, taking me to the zoo. Tôi nhớ là bố tôi đã đưa tôi đến cái sở thú này rồi. Thì cấu trúc của nó là remember somebody doing something, và nhớ ai đó làm gì. Thế với câu này mà chuyển sang bị động, mà các em chuyển là bố tôi được nhớ là đã đưa tôi đến sở thú, thì nghe nó không hay. Nghe nó không hay. Và người ta nói là trong cái trường hợp mà động từ kép như thế này, động từ kép như thế này, thì các em lại nên dùng cái trường hợp bị động mà đi sau cái từ remember. Tức là tôi nhớ là bố tôi đưa tôi. Ở đây có cái sự, có cái sự trùng lặp lại này của chủ ngữ này và cái tân ngữ này. Tôi nhớ là bố tôi đã đưa tôi tới sở thú. Thì các em còn có thể viết bằng cách này hay hơn, đó là tôi nhớ là đã được đưa tới sở thú bởi bố tôi. Cách đấy nó sẽ hay hơn nhiều là cách mà các em định viết đấy, đúng không? Thì cách này chúng ta sẽ là các em viết như này: I remember, vẫn giữ nguyên cái chỗ này, nó là taking me. Taking me thì bị động của nó các em sẽ dùng là I remember being P2. Bob in mà, Bob in thì nó bị động bởi being P2 không? I remember being taken. I remember being taken to the zoo thôi. To the zoo by my father. Tôi nhớ là đã được đưa tới sở thú bởi bố tôi. Thì các em nhớ ở đây là khi cái ai này nó trùng với lại cái tân ngữ này, thì các em còn được phép viết theo kiểu là tôi nhớ là đã được đưa tới sở thú bởi bố tôi, được dùng cái cấu trúc bị động phân từ luôn. Đấy, một cách rất hay về bị động. Và đây cũng là một cái trường hợp kiến thức nâng cao của các em đấy ạ. Đấy, hoặc ví dụ một câu khác nhé. Anh ấy ghét mọi người là chỉ trích anh ấy. Các em thấy một lần nữa ở đây trùng lập là he với từ him này. Anh ấy ghét là mọi người chỉ trích anh ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ được một câu mới là anh ấy ghét bị chỉ trích gì bởi mọi người. Thì sẽ câu có câu mới là he hates. Vì đây là bookin, chỗ này sau này sẽ là he hates being criticized by people, là không cần, đúng không? Bỏ luôn nhá, đúng không ạ? Bỏ luôn. Thì đây là anh ấy ghét bị chỉ trích. Rồi xong, he hates being criticized. Đấy, thì các em thấy là cái trường hợp này đã khó hơn một chút rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ tiếp theo. Một cái trường hợp tiếp theo nữa của câu bị động cũng rất hay. Đó là khi các em gặp, ví dụ 9 nhé. Something này. Something này, đi với cái từ need. Something need. Need này thường là chúng ta phải chia. Something này nếu mà số ít thì need phải có s gì. Cứ cho là need nhá. Something need. Thì nếu mà sau need chúng ta cộng verb in này, mà chủ ngữ này là something, thì cái something need verb in này chúng ta phải hiểu nó là bị động luôn. Tự hiểu là bị động luôn. Ví dụ như là tóc tôi bắt đầu dài. Tóc tôi cần phải được cắt. Tóc tôi cần phải được cắt. Thì câu này tôi có thể viết là my hair needs cutting. Tóc của tôi cần cái việc cắt ấy, cần phải được cắt. Thì needs cutting, thì các em cũng tự hiểu là câu bị động luôn. Cái trường hợp này để các em dễ hiểu, thì cái từ need moving này có thể là sẽ bằng là need moving hoặc là need to be P2. Need to be P2 thì nó sẽ là cái dạng bị động luôn, thì chắc các em nhìn các em dễ hiểu. Thì câu này chúng ta có thể viết là my hair needs cutting hoặc my hair needs to be. To be gì? To be cut. Thì như này thì các em hiểu luôn, hiểu ngay, đúng không? Bị động luôn. My hair needs cutting hoặc my hair needs to be cut. Thì hai cái trường hợp này sẽ là bằng nhau về nghĩa và cách viết. Nhớ là cái trường hợp verbing này thì chúng ta chỉ dùng khi mà chủ ngữ là vật thôi. Khi chủ ngữ là vật thôi thì tự dưng nó sẽ thành câu bị động đặc biệt. Câu bị động đặc biệt.
Còn bình thường thì không không dùng người là không có dùng nít mô hình đâu nhá. Được ạ. Thì đấy là một cái ví dụ tiếp theo của chúng ta. Câu này là được dùng rất là nhiều. Rồi tóc tôi cần phải được cắt là dùng cái cách này rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đến một cái ví dụ tiếp theo cũng rất là hay. Ví dụ 10. Ví dụ 10 của chúng ta là bây giờ đến một cái trường hợp về bị động đặc biệt nữa. Đặc biệt nữa mà chúng ta cũng phải nhớ, đó là với một cái câu ghép như thế này. Người ta nói rằng Miss Phương là một giáo viên rất giỏi, đúng không? Sự khen thành câu nào, people say that. Người ta nói rằng cô ấy dạy rất là hay. People say that she teaches well. Được chưa? Người ta nói rằng nha. Rồi đến một cái mệnh đề khác nữa. Sau giáp luôn luôn là một mệnh đề. Nhớ chưa? Rồi, thế thì từ cái câu này chúng ta có hai cách để chia bị động. Cách thứ nhất, vô cùng dễ. Đó là chia bị động của cái cụm này. Và dùng cho tôi từ it. Từ it. It mà đây là say. Say. Thì say các em sẽ chuyển thành là it is said that. It is said. Rồi đi với từ gian. Lần sau các em giữ nguyện. It is said that she teaches well. Cách này thì quá dễ nha. It is said that. Thế còn nếu như câu này, đó là người ta đã nói rằng people said that. Said that. Thì chỗ này sẽ là it gì? Was said that. Thế là xong nhá. Hoặc là ở thì tương lai đi, people will say that, thì là it will be said that. Thì cái này rất đơn giản. Cái cách này thì là siêu đơn giản rồi, không có gì phải suy nghĩ cả. Loại bị động thứ hai của cuối cùng là câu này, thì chúng ta có thể sử dụng câu như sau. Cô ấy được nói là dạy rất giỏi. À đấy, câu này sẽ ghép lại một chút và sẽ phức tạp hơn và hay hơn này. Cô ấy được nói là dạy giỏi. Thì she đây các em đây là thành ngữ she này. Cái này là say thì she đây là she is said. She is said. Is said xong viết đến to luôn. Luôn luôn là chữ do. She is said do. Do ở đây xong cái động từ này, động từ teach ở hiện tại, thì các em dùng luôn là she is said do teach well. Trong cả hai trường hợp thì by people chúng ta không cần viết. Hết câu này các em thấy là nó sẽ hay hơn nhiều, gọn hơn, hay hơn. Bao giờ trong tiếng Anh mà các em viết câu càng gọn, ý càng xúc tích thì càng hay. Cho nên sử dụng câu này trong những cái bài văn luận IELTS thì đều điểm rất là cao. Cô ấy được nói là dạy giỏi đấy, thì dùng luôn như này là sao? She is said to teach well. Ở đây là do verb. Sau is said luôn luôn cộng với to. Còn sau đấy các em muốn viết gì thì viết. It's to. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng đến một cái ví dụ khó hơn của ví dụ 10 này nhé. Ví dụ 11. Câu này cũng là gì? People. Nhưng mà là people said. People said nha. He moved to London last year. Người ta nói rằng anh ấy đã chuyển đến London vào năm ngoái. Thấy chưa? Nếu như mà câu này dùng chuyển sang là it thì sẽ là it was said that he moved to London last year. Thì câu đấy dễ quá, không cần biết. Cái trường hợp khó hơn là anh ấy. Thế là các em biết cho tôi ạ. He này. Cái từ said này bị động là gì? He gì? He was said, đúng không? He was said. Xong rồi to luôn, cho nó quen tay. He was said to đấy. Bình thường cái từ move này các em biết là he was said to move, đúng không? To move to London last year là xong. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì nhiều khi họ không dùng là to move mà họ dùng ở cái thể hoàn thành của to move, đó là to verb nhé, to verb. Thế nhưng cái verb này các em thấy là cái hành động đã chuyển đi này này thì nó phải trước khi họ nói ra, cho nên là khi cái câu này nó ở thể quá khứ này hoặc là ở thể hoàn thành thì ngoài cái cách là viết là to verb ra, người ta còn viết là he was said to have moved, tức là anh ấy được nói là đã chuyển đi tới London năm ngoái rồi. Ý người ta là cái từ move này nó lại còn trước cả cái từ set.
đã hoàn thành rồi ấy, đã hoàn thành rồi, thì người ta không không chỉ là dùng là infinitive mà còn dùng là to have moved. Đấy, thì trong trường hợp đó thì các em cũng lưu ý là đôi khi người ta có thể dùng cái hoàn thành của cái verb này để viết câu. Chạy nhớ là khi mà động từ ở vế thứ hai của từ that mà ở dạng quá khứ hoặc là hoàn thành, hoàn khứ hoặc hoàn thành thì chúng ta sẽ có thể là sẽ chia thành to have moved. Trong tiếng Anh hiện đại thì to verb thực ra là người ta dùng bình thường, không sai. Trong tiếng Anh hiện đại thì càng ngắn gọn càng tốt. Thế nên người ta vẫn nói là he was that to move to London last year thì vẫn được bình thường. Tôi vẫn dùng bình thường. Nhưng trong tiếng Anh căn bản hoặc là trong ngữ pháp tiếng Anh chuẩn đấy thì to have moved thì vẫn là chính xác hơn. Chính xác hơn vì nó thể hiện rõ cái hành động nào xảy ra trước và đã hoàn thành rồi trước cái hành động kia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một số câu mà chúng ta sẽ hay gặp trong các đề thi đại học liên quan đến phần này. Ở trong phần bài tập này thì các em sẽ có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất đó là lựa chọn đáp án ABCD cho phù hợp để hoàn thành câu. Thì bài này cũng có thể sẽ thi trong đề thi đại học đúng không? Cái thứ hai đó là chọn ABCD mà bị sai, tức là chọn một đáp án ABCD mà bị sai ở trong câu. Thì cái phần này cũng có thể là cũng có thể sẽ thi. Rồi, cái thứ ba đó là lựa chọn câu mà viết lại đúng nhất cái câu được đưa ra. Thì sẽ có 3 cái dạng bài này liên quan đến cái phần câu bị động mà các em sẽ gặp. Thì trong buổi ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em một số câu của cả 3 cái bài này. Trước hết là bài số 1, câu số 1. Ở câu bị động thì kỹ năng quan trọng nhất là các em phải xác định xem chủ ngữ đó là người hay là vật. Chủ ngữ là người hay là vật. Nếu mà vật mà người ta ghi là it như câu số 1 này thì là người ta mời các em xơi rồi. Nhưng mà nếu như chủ ngữ mà người ta cho một số từ khác, ví dụ như là bài tập về nhà hoặc là bài thảo luận hoặc là nghiên cứu hoặc là survey thì nhiều khi các em lại không coi nó là một cái chủ ngữ chỉ vật để mà chia cái động từ nó ở dạng bị động. Đương nhiên là không phải lúc nào mà chủ ngữ là vật thì động từ cũng chia bị động. Ví dụ như là cửa hàng này mở cửa lúc 6 giờ, cái từ open đó chúng ta vẫn chia chủ động bình thường. Mặt trời mọc đằng đông, mặt trời là vật nhưng mà mọc là hành động của tự nó thì vẫn chia chủ động bình thường. Thế nhưng thông thường khi mà chúng ta nhìn thấy chủ ngữ là vật thì cũng phải cân nhắc xem là cái động từ sau đó nó là hành động tự bản thân nó hay là cái hành động ở câu bị động để làm cho nó chuẩn. Thế câu này, ui bạn mặc cái áo đẹp thế, cảm ơn, nó được làm cho tôi bởi mẹ tôi, vì có từ buy ở đằng sau nữa cho nên là làm rất tự tin. Chỉ có một dạng bị động ở đây, hai dạng bị động đó là A và D. Thế nhưng mà bây giờ đã mặc áo rồi, phải được làm trước đấy, phải là quá khứ, cho nên chọn đáp án gì? D. Was made especially for me by my mother. Được chưa? Câu số 2. Tôi không hiểu tại sao mà học sinh thì lại không giữ im lặng khi mà cái bài nói được thực hiện. Thì các em thấy là cái bài nói là gì? Được thực hiện phải là hành động gì? Đang diễn ra. Và học sinh nó không giữ im lặng là cái hành động chung. Thế thì phải đây sẽ phải là bị động của thì quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn chứ không phải là hiện tại hoàn thành hay là quá khứ đơn. Mà phải bài nói đang diễn ra nhưng học sinh không giữ im lặng. Cái từ keep ấy, bản thân nó là luôn luôn mang tính chất là tiếp diễn, tiếp diễn liên tục. Đấy, cho nên là đây dùng quá khứ tiếp diễn là hợp lý nhất. Câu 2 thì lại phải chú ý đến cách phối hợp các thì và cách sử dụng của động từ keep. Câu số 3. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cái ô tô này. Không biết là nó được làm ở đâu. Ở đây là bị động của câu gì? Câu hỏi. Bị động câu hỏi. Đảo to be lên trước thôi, hoặc đảo have hoặc has lên trước, hoặc đảo will lên trước. Thì ở đây câu hỏi của chúng ta là sẽ là phải là gì? Where was it made? Nó được làm ở đâu? Where was it made? Câu trả lời là gì? Made in China. Đúng không? Rất nhiều thứ được làm từ Trung Quốc.
Câu số 4. Ngày nay rất nhiều cái căn bệnh nghiêm trầm trọng đấy, thì có thể được ngăn chặn. Thì Ken thấy là bị động của với từ Ken, bị động của động từ khuyết thiếu sẽ là BP2. Cho nên đáp án đúng của câu số 4 của chúng ta sẽ phải là đáp án D, liên tục D luôn. Đáp án D. Câu số 5 đó là các cái sản phẩm đấy, các cái sản phẩm thì bây giờ là có thể được mua ở hầu hết các cái siêu thị lớn trên khắp nước Mỹ hoặc là Canada, đúng không? Thì có thể được mua ở đây là các em thấy là có động, có chủ ngữ rồi này. Ở đây sẽ phải thiếu một động từ. Bài này sẽ còn giúp ích các em không chỉ là điền ABCD vào trong câu mà còn có thể là điền ABCD vào trong đoạn văn. Thế thấy là có chủ ngữ là food product rồi này, mà động từ thì chưa thấy đâu. Động từ chưa thấy đâu, thế động từ bây giờ phải chia, phải chia. Mà chủ ngữ lại là vật, vật thì có thể khả năng sẽ là câu bị động. Bị động đây là được mua thì sẽ chỉ có một đáp án đúng là đáp án B. Can now be purchased. Can now be purchased mới là đáp án đúng của chúng ta. Về nhà các em làm tiếp cho tôi các cái câu còn lại cho đến tận câu 30. Nếu như mà các em có thắc mắc gì thì chúng ta có thể thảo luận. Bài tập 2. Bài 2, những câu này cũng có thể là sẽ gặp trong đề thi đại học này. Câu số 1. Đôi khi người ta cũng không hỏi về câu bị động, mà có thể là họ đang viết ở bị động nhưng bị động sai. Đáng ra phải là chủ động mới đúng, như câu số 1 này chẳng hạn. Tức là khi anh ấy đến thì họ đã bán mất cái bàn mà anh ấy thích rồi. Họ đã bán thì họ đã bán là chủ động chứ, chứ không phải là họ đã bị bán, đúng không? Họ đã bán thôi, nó phải là had sold, là quá khứ hoàn thành thôi. Cho nên là cái sai ở đây sẽ phải là sai đáp án C. Họ đã bán mất là they had sold. The table he wanted. Câu số 2. Câu số 2 của chúng ta như sau. Cái ngày lễ lao động đầu tiên thì phải được tổ chức chứ. Được tổ chức. Được tổ chức là bị động. Ở đây người ta dùng đáp án B, họ là celebrated thì là không đúng. Celebrated đây là câu chủ động rồi. Chủ động này ví dụ là người ta tổ chức cái lễ May Day đầu tiên thì là people celebrated the first May Day. Thì chuyển sang bị động sẽ là the first May Day was celebrated, đúng không? Thì đấy là câu số 2. Nó chuyển sang câu số 3. Câu số 3 của chúng ta như sau. Most of them were dealt. Ở đây lại có một cái mẹo nữa khi các em làm cái bài chữa lỗi sai. Đó là như thế này. Những cái từ mà không gạch chân, những từ không gạch chân là những từ chắc chắn đúng. Những từ mà không gạch chân là những từ chắc chắn đúng. Những từ mà gạch chân tức là A, B, C, D thì là những từ có khả năng sai. Một trong các từ đó sẽ là có khả năng sai. Còn các từ còn lại là chắc chắn đúng. Thế khi mà các từ còn lại là chắc chắn đúng thì chúng ta phải dựa vào những cái dữ kiện đó để đảm bảo là cái câu đó là câu đúng không. Thì những cái dữ kiện còn lại sẽ là dữ kiện để cho phép các em xác định xem các từ còn lại từ nào sai. Ví dụ như câu số 3 này. Cái từ ua của chúng ta là đã có rồi. Đã là ua mà động từ lại đang để là view. Thì chẳng có một cái thì nào, chẳng có một cái cấu trúc nào mà ua lại đi với view như thế này. Đúng không? Mà hơn nữa là most of them là hầu hết chúng này được xây dựng thì là view này chúng ta phải chia là built. Thế đáp án đúng phải là đáp án B, và cái sửa cái từ view này bị động đó là built. Được chưa? Đấy là câu số 3. Câu số 4 của chúng ta như sau. Rất nhiều trường học, many university school classes taught in English even though the native language is not English. Rất nhiều trường đại học hoặc là các cái lớp học ở trường, đúng không, được dạy bằng tiếng Anh. Ở đây cũng là bị động, được dạy bằng tiếng Anh mặc dù là cái ngôn ngữ bản ngữ thì không phải là tiếng Anh. Ví dụ ở Việt Nam cũng có một số trường là dạy bằng tiếng Anh mặc dù là tiếng của chúng ta là tiếng Việt, ví dụ thế. Thế thì bị động ở đây phải là gì ạ? Taught ở đây là sai, taught đây là chủ động rồi. Là sai. Bị động của nó sẽ phải là A taught, được dạy bằng tiếng Anh mới đúng. Nên là đáp án B của chúng ta sửa là A taught.
Khi đi thi thì các em không cần phải sửa, các em chỉ có mỗi là khoanh A, B, C hay D thôi, cho nên là rất là dễ. Giả dụ như không biết sửa thì vẫn cứ làm đúng được. Câu số 5. The Americans tend to be informal while they are being received company or coming for a social engagement. Tức là người Mỹ có xu hướng là sủng xá khi mà họ đang được nhận cái sự company, ở đây chúng ta phải dịch là cái sự đi kèm ở cái sự cộng tác ấy, hoặc là đến một cái sự kiện hoặc là sự kiện xã hội đấy. Thì các em thấy ở đây cái C và D rất là đáng nghi ngờ, đúng không? Một cái là they are being received, một cái lại là coming, nghe đã thấy nó trùng chẳng rồi. Khi mà các em gặp từ o thì hai cái vế này nó sẽ phải gần như là tương đương nhau. Vế tương đương ở đây là Phúc Anh thì cũng tạm được, nhưng mà họ lại đang được nhận company. Cái từ nhận thì không cần thiết phải là được nhận, mà họ đang nhận thì chỉ cần dùng là từ receiving thôi. Nên đáp án đúng của câu số 5 phải là đáp án C. Đáp án C. Và mình chỉ cần nói là why they are receiving company or coming for a social engagement là được. Nhận được cái gì thì chỉ cần dùng chủ động thôi chứ, đúng không? Chủ động thôi nhé. Thì đó là 5 câu của bài số 2. Về nhà các em sẽ làm tiếp đến câu số 20. Bài 3 của chúng ta là chọn câu mà viết lại đúng nhất cái nghĩa của cái câu cho sẵn, đúng không? Thì cái câu số 1 là cái câu dễ nhất mà các em có thể gặp trong cái bài câu bị động này rồi. Anh ấy làm vỡ cái đồng hồ của tôi. Tức là cái đồng hồ của tôi bị làm vỡ bởi anh ấy thôi, đúng không? Cái đồng hồ của tôi bị làm vỡ, mà broke là quá khứ, chia bị động của động từ broke thì sẽ là was broken. Thế đáp án đúng của câu số 1 sẽ phải là đáp án D. Và cái từ by him thì không cần nữa. Thế đáp án đúng câu D là vô cùng chính xác rồi, đúng không? Câu số 2. The teacher explained the rule to the student. Giáo viên giải thích cái quy tắc này cho học sinh. Ở đây các em thấy là giải thích quy tắc này cho học sinh, hoặc là giải thích cho học sinh cái quy tắc này. Đấy là cái trường hợp mà chúng ta gặp, đó là gì? Object 1 và Object 2. Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. Giải thích cho ai cái gì và giải thích cái gì cho ai. Và đây người ta đã là viết ở cái dạng thứ hai rồi, tức là viết cái object 2 lên làm tân ngữ trực tiếp, tức là giải thích cái gì cho ai rồi. Còn cái dạng trực tiếp sẽ là giải thích cho ai cái gì. The teacher explained the students the rule, đúng không? Thì các em thấy là với cái trường hợp này thì sẽ có hai cách để chúng ta làm được bị động như chúng ta đã học. Em nào mà còn chưa hiểu lắm về cái phần này, chúng ta có thể xem kỹ lại cái câu ví dụ mà tôi đã đưa ra. Thì ở đây sẽ có câu là cái quy tắc này được giải thích cho học sinh, đáp án A là đáp án đúng, đúng không? The rule was explained to students, đúng rồi. Câu thứ hai là câu B là the students were explained the rule, học sinh được giải thích cái quy tắc này thì cũng đúng. Như vậy cả hai cái quy tắc này với object 1 và object 2 đều đúng. Vì vậy chúng ta lựa chọn đáp án D, tức là cả phương án A và phương án B đều đúng. Đấy, thì các em thấy là đây là tất cả những cái phần mà chúng ta đã học trong bài câu bị động. Thế tôi hy vọng là với cái phần giảng rất là cô đọng và với các phần bài tập mà về nhà các em sẽ luyện tập kỹ hơn. Trong phần về nhà chúng ta cũng sẽ học thêm cả những cái phần có liên quan đến những cái phần khó hơn một chút, ví dụ như là people say that, people said that đó. Thì hy vọng là các em cũng lời lưu ý nhớ lại các cái ví dụ mà tôi đã đưa ra để làm các phần này cho thật là chính xác. Xin chào các em và